Bước sang ngày mới, công việc được thiên tài hỗ trợ nên bản mệnh tuổi Tý suy nghĩ táo bạo, có thể đưa ra ý tưởng sáng tạo độc đáo, hứa hẹn mang lại lợi ích kinh tế cao cho cả tập thể. Còn các con giáp khác thế nào, cùng theo dõi lịch ngày tốt nhé. Tử vi tuổi Tý. Trong ngày hôm nay, tài chính của người tuổi Tý được cải thiện đáng kể nhờ sự xuất hiện và trợ lực của thiên tài. Nguồn thu phụ tăng lên, cải thiện chất lượng đời sống vật chất, bạn chi tiêu thoáng tay, không phải lo nghĩ quá nhiều. Công việc cũng được thiên tài hỗ trợ, bản mệnh suy nghĩ táo bạo, có thể đưa ra ý tưởng sáng tạo độc đáo, hứa hẹn mang lại lợi ích kinh tế cao cho cả tập thể. Tuy nhiên, thủy thổ tương tranh có dấu hiệu về kẻ tiểu nhân ganh ghét. Tuổi Tý cần hành xử khiêm tốn, tránh rước họa vào thân. Tình yêu đôi lứa chưa có sự thăng hoa, nguyên nhân chính vẫn là do cả hai chưa thể tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn. Bạn nên dành nhiều thời gian và cơ hội sẻ chia với đối phương nhiều hơn để cả hai vượt qua rào cản vô hình, hướng tới những giây phút thăng hoa cảm xúc. Tử vi tuổi Sửu. Ngày Sửu thổ tự hình, tâm trạng người tuổi Sửu buồn bực, bí bách, thiếu ý tưởng sáng tạo, dù khá tập trung vào công việc nhưng cảm giác như có thế lực vô hình nào đó chèn ép, không thể nghĩ ra điều gì mới mẻ. Nếu bí bách quá, thay vì ngồi trong văn phòng, bạn có thể ra ngoài vận động nhẹ nhàng, vừa tốt cho sức khỏe lại vừa có thể nhanh chóng tìm được nguồn cảm hứng làm việc. Sức khỏe bản mệnh được mùa đông che chở, những chứng bệnh vặt như cảm cúm, ho hắng đều chào thua, nhưng đừng vì thế mà chủ quan, không chăm chỉ luyện tập thể thao đồng nghĩa với nguy cơ bệnh tật tăng lên. Tử vi tuổi Dần. Tuổi Dần có một ngày làm việc tất bật, vừa gồng mình lên xử lý công việc, lại còn phải để dành tâm trí để đề phòng kẻ tiểu nhân quấy phá. Tư tưởng phân tán khiến hiệu quả công việc giảm sút là điều khó tránh. Quan hệ với đồng nghiệp ngày càng căng thẳng. Cái chính không phải ở bạn. Dù cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, kẻ tiểu nhân tham lam, sinh lòng đố kỵ với tài năng thành tích bạn đạt được trong sự nghiệp. Hãy học cách buông bỏ để đầu óc được thảnh thơi. Đôi lứa giận hờn vì những chuyện không đâu, áp lực công việc đã lớn lắm rồi. Đừng gây thêm rắc rối nào nữa, kẻo sức chịu đựng của con người có hạn, tình yêu rạn nứt lúc nào không hay. Tử vi tuổi Mão. Trong ngày thứ tư, cả công việc và tình cảm của người tuổi Mão đều không như ý. Sự xuất hiện của thương quan khiến cho mối quan hệ hợp tác làm ăn của bạn gặp trở ngại, uy tín giảm sút, tình yêu đôi lứa vốn đã đọng nhiều khúc mắc nay lại có dịp bùng nổ. Bất đồng quan điểm biến thành mâu thuẫn rồi nảy sinh cãi vã khi có kẻ thứ ba xuất hiện. Chẳng hay ho gì khi to tiếng trước mặt con trẻ hay người lớn tuổi trong nhà. Sức khỏe tuổi Mão không lý tưởng như bề ngoài, cơ thể bạn đang xuống cấp trầm trọng, biểu hiện bằng chứng đau lưng, mất ngủ, đau mỏi vai gáy, các khớp xương. Hãy chăm chỉ luyện tập thể thao để cải thiện hiện trạng. Tử vi tuổi Thìn. Thìn Sửu tương phá, điềm báo có kẻ phá hoại hoặc cướp đoạt thành quả công sức của bản mệnh. Dù nỗ lực rất nhiều và đã bước đầu gặt hái thành quả tốt đẹp, nhưng cuối cùng công lao lại thuộc về người khác, bản thân không được ghi nhận, cảm thấy cuộc đời bất công, tuổi Thìn suy nghĩ tiêu cực, tinh thần làm việc đi xuống. Lúc này bạn rất dễ bị những lời thị phi ảnh hưởng. Tốt hơn hết, đừng tham gia hội nhóm riêng tư nào trong công ty, tránh rước họa vào thân. Thổ khí vượng, tâm tư tuổi Thìn buồn bực, chuyện tình cảm vì thế mà cũng không trôi chảy. Đôi bên giận hờn vì những chuyện nhỏ nhặt, mâu thuẫn mỗi lúc một nhiều, tích tụ lâu ngày rồi cũng có lúc bùng phát. Quan hệ lứa đôi khó mà cứu vãn nổi. Tử vi tuổi Tỵ. Tài lộc trong ngày của người tuổi Tỵ khá vượng, nhờ tam hợp kim cục nâng đỡ, bạn có thể tiến hành đầu tư, buôn bán lớn sẽ thu về kết quả khả quan. Tài lộc đang có hướng vượng phát, tình hình tài chính của bản mệnh cũng được củng cố. Nếu có tiền rảnh rỗi, bạn nên đầu tư vào hạng mục yêu thích. Dù chưa thể chắc chắn kết quả thành công mỹ mãn, nhưng dẫu sao bạn dám làm, dám chịu, thử sức ở lĩnh vực mới cũng có nhiều cái hay. Ngũ hành hỏa sinh thổ, tình cảm vợ chồng khăng khít, quan hệ giữa cha mẹ con cái hài hòa, gia đình hạnh phúc. Lưu ý sức khỏe của bạn xuất hiện dấu hiệu bất thường, đừng chủ quan, cần đi khám sớm để kịp thời phát hiện và điều trị sớm. Tử vi tuổi Ngọ. Chịu ảnh hưởng từ quan hệ Sửu Ngọ tương phá. Công việc của người tuổi Ngọ bị hạn chế nhất định, xuất hiện kẻ tiểu nhân quấy phá, đó có thể là đồng nghiệp ngay tại cơ quan, công ty của bạn. Dẫu biết người đó là ai nhưng khó tránh khỏi sự cọ sát trong công việc, dù bằng mặt nhưng không bằng lòng. May mắn có ngũ hành tương sinh, tuổi Ngọ lại thông minh lanh lợi, suy nghĩ tích cực nên không khó tìm cách thoát khỏi tình trạng khó chịu này. Thay vì phải đối mặt trực diện và nghĩ ngợi quá nhiều,
bạn hãy chọn cách bơ đi tất cả. Bản mệnh sinh cho chi ngày, sức khỏe có phần hao hụt. Với những ai cân nặng ngày càng giảm sút, cần cân bằng lại chế độ dinh dưỡng. Quan trọng hơn, bạn cần đi khám để biết được cơ thể đang mắc bệnh gì, từ đó tìm cách chữa trị. Sụt cân quá nhanh trong thời gian ngắn cũng tiềm ẩn nguy cơ bệnh tật. Tử vi tuổi Mùi. Người tuổi Mùi cả ngày bí bách, các mối quan hệ xã giao mâu thuẫn triền miên do ảnh hưởng của quan hệ Sửu Mùi tứ hành xung. Dù đã cố gắng nghĩ thoáng và tích cực hơn, nhưng tâm lý ít nhiều bị ảnh hưởng, hiệu quả công việc giảm sút. Tài lộc ở mức khá, xuất hiện không ít cơ hội kiếm tiền. Có lẽ trong ngày hôm nay bạn sẽ đưa ra quyết định quan trọng nào đó. Suy nghĩ kỹ càng nhưng đừng nên quá do dự, kẻo tuột khỏi tầm tay cơ hội tuyệt vời. Một ngày bận rộn, nhiều áp lực thế này, tuổi Mùi nên dành chút thời gian rảnh rỗi vào buổi tối để hẹn hò, gặp gỡ bạn bè, tám chuyện cho khuây khỏa. Tử vi tuổi Thân. Ngày bản mệnh tuổi Thân được can chi ủng hộ nhiệt tình, làm việc hăng hái, đạt không ít kết quả khả quan. Tài lộc khá vượng, tài chính vững mạnh là điều kiện cơ bản để bạn xúc tiến những dự định lớn lao như mua nhà cửa, ô tô, đầu tư kinh doanh. Trong ngày tài lộc vượng thế này, tuổi Thân có thể tiêu tiền thoáng tay, tự thưởng cho mình món quà mà bản thân từng ao ước bấy lâu. Tiền bạc dẫu sao cũng là vật ngoài thân, hết rồi lại kiếm ra. Người làm ra tiền để hưởng thụ cuộc sống cơ mà, không cần phải căn ke quá nhiều đâu. Tình yêu đôi lứa ví như đông qua xuân tới, cảm xúc dạt dào, thăng hoa bất ngờ, có thể tiến tới hôn nhân viên mãn. Tử vi tuổi Dậu. Vận trình công việc diễn tiến suôn sẻ, mang tới nhiều trải nghiệm thú vị cho người tuổi Dậu trong ngày hôm nay. Khả năng cao, bạn được giao phó nhiệm vụ hoàn toàn mới, cơ hội thể hiện tài năng đây rồi. Hãy chủ động nắm bắt. Bán hợp Sửu Dậu nâng đỡ tài lộc vượng, áp lực tiền bạc của người tuổi Dậu nhanh chóng biến mất. Một số nguồn thu phụ tăng dần, giúp chất lượng đời sống vật chất được cải thiện đáng kể. Với những người mà chuyện học hành còn dang dở, hôm nay là dịp tốt để bạn đăng ký học tiếp, đầu tư cho giáo dục luôn có lợi, nhất là cho tương lai lâu dài của bạn. Tử vi tuổi Tuất. Sửu Tuất hình hại đặc quyền. Điềm báo trở ngại trong công việc, vì thế hôm nay không phải là thời điểm lý tưởng để tiến hành những việc trọng đại. Trong trường hợp bất khả kháng, phải thận trọng, rà soát tỉ mỉ tiểu tiết, tránh phạm phải sai lầm đáng tiếc, gây thiệt hại về tiền bạc. Ngày thổ khí vượng khiến bản tính tuổi Tuất cứng nhắc, bướng bỉnh, dễ kích động. Nếu không kiểm soát tốt cảm xúc, dễ bị kẻ tiểu nhân lợi dụng để làm chuyện sai trái, hại đủ đường. Đi công tác xa trong khoảng thời gian nhất định cũng là cách để tạo khoảng cách cần thiết, giúp xoa dịu mâu thuẫn và củng cố tình cảm đôi bên. Nếu cơ quan bạn đang cần người đi công tác, bạn có thể xung phong. Tử vi tuổi Hợi. Nhìn chung công việc của người tuổi Hợi diễn ra như thường lệ, không nảy sinh trục trặc hay mâu thuẫn quá lớn. Tuy nhiên các mối quan hệ xã giao lại thiếu đi sự hài hòa, nếu không nhượng bộ e rằng sẽ rạn nứt. Tốt hơn hết, bản mệnh nên tập trung làm tốt việc của mình, không lo chuyện bao đồng, tránh rước họa vào mình. Điểm đáng lưu ý nhất trong ngày là sức khỏe, nếu thấy dấu hiệu bất thường xuất hiện, đừng chủ quan mà hãy sắp xếp thời gian đi khám sớm, kịp thời phát hiện và điều trị bệnh. Mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái ngày càng gay gắt hơn, đơn giản là giữa hai thế hệ chưa tìm được tiếng nói chung. Hãy học cách đặt mình vào vị trí của người khác để nhìn nhận sự việc, bạn sẽ sớm tìm ra cách giải quyết triệt để vấn đề này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình tử vi của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn một ngày mới gặp nhiều tốt lành.